Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam gửi hàng cho các bạn khách đã đặt hàng trên shop của Liam trên Shopee. Thì Liam rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop của Liam cũng như là ủng hộ các kênh của Liam ha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gửi hàng cho bạn khách đầu tiên. Bạn khách đầu tiên, bạn tên là Hiếu, bạn ở Bình Thuận ha. Bạn mua tổng cộng là 3 món. Bây giờ Liam soạn hàng cho bạn nha. Soạn hàng cho bạn Hiếu ở Bình Thuận. Món đầu tiên là bạn mua một chiếc túi tông dạng túi hộp nè các bạn. Cái mẫu túi này Liam cũng bán rất là nhiều ở trên shop rồi ha. Màu rất là dễ thương. Và món thứ hai đó là một chiếc dây buộc tóc Strunchi. Một chiếc Strunchi nè các bạn, cùng tông màu với lại túi luôn ha. Và món thứ ba là một cuốn sổ là xa 2 năm. Đây, cuốn sổ màu hồng có hình bé gấu và cô gái nha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Hiếu ở Bình Thuận nha. Liam có chiếc hộp nè, thì em bỏ hàng vô cho bạn ha. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn, tặng cho bạn 3 tấm sticker để bạn về bạn trang trí sổ ha. Liam tặng thêm cho bạn cái kẹp giấy để bạn về bạn làm sổ tay mini nha. Đây, tặng thêm cho bạn một cái kẹp giấy. Tiếp theo Liam gói hàng cho bạn Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Huỳnh Phương, bạn mua tổng cộng là 2 món. Trong đó là có một dao rọc giấy hình củ cà rốt. Đây, dao rọc giấy của bạn nè. Và 5 bịch bông còn để làm squishy. 2 3 4 5. Thì lúc chiều á, chiều hôm qua Liam gọi Liam xác nhận đơn ha, thì Liam gặp bố của bạn, thì bố bạn lại quên mất, không có nhớ là bạn đặt đơn ở trên shop của Liam ha. Hôm sau Liam nói là có một đơn hàng đặt bông để làm squishy rồi một chiếc dao rọc giấy ha, là ba bạn nói ô nhớ rồi con gái mình đặt là ba bạn bận rộn quá nên bạn cũng quên mất. Lúc mà Liam nhắc á là ba bạn nhớ ngay luôn, rồi ba bạn nói là em hãy gói cho con gái của anh ha. Liam rất là vui khi mà mình chốt đơn thành công á các bạn. Rất là nhanh nữa. Để chốt đơn nhanh thì Liam gói hàng nhanh. Các bạn để ý số điện thoại ha. Lúc chiều tối thường thường Liam sẽ chốt đơn, gọi điện chốt đơn. Sau khi chốt đơn xong thì Liam sẽ soạn hàng và Liam lên in đơn ha. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Liam có chuẩn bị một chiếc thùng khá là dày và to nữa để đựng hàng cho bạn ha. Thì ban đầu Liam định là Liam đựng vô trong cái bịch nè, bịch dán miệng á các bạn. Nhưng mà Liam thấy nhiều bông quá cho nên là Liam cho vào trong chiếc thùng ha. Thì bông nó rất là tốn diện tích đó các bạn. Nên mình bán bông nè, nó sẽ tốn diện tích ha. Mình bịch bông gòn đây. Rồi, Liam cho cái hộp cái rọc giấy vào đây luôn ha. Liam tặng cho bạn 5 tờ giấy A4 để bạn về bạn vẽ sticker hoặc là bạn làm qua chi tác hoặc là squishy ha. Thì có nhiều bạn nhắn với Liam nói là không có giấy A4 á, thành ra Liam bán bông thì Liam kèm giấy A4 thì các bạn về các bạn theo hồ các bạn vẽ ha. Đây, cái thùng nó rộng cho nên là Liam cho giấy vô đây luôn. Rồi Liam cho cái hộp đây. Ngoài giấy thì Liam còn tặng kèm cho bạn một sợi dây buộc tóc nè, có hình bé gấu đang uống trà sữa rất là dễ thương nè các bạn. Cái mẫu dây cột tóc mà có đính chan như này á, Liam có bán ở trên shop của Liam ha. Nếu các bạn thích thì các bạn vào mua rất là rẻ ha. Các bạn có thể mua một đơn rồi kèm theo dây buộc tóc. Liam thấy cái loại dây này nó chắc lắm các bạn, nó chắc mà giá tương đối là mềm ha. Mua về nhiều nhiều mà để mình dùng. Đó, chỗ bé gấu đang cầm ly trà sữa dễ thương như này.
Em cảm ơn bạn Phương rất là nhiều nha. Hy vọng là bạn ủng hộ những đơn hàng tiếp theo ở trên shop Li Em ha. Đơn hàng tiếp theo, Li Em gửi hàng cho bạn Tuyết Nhung đến từ Thái Nguyên. Bạn Tuyết Nhung mua tổng cộng là 2 món. Món đầu tiên là bạn mua một đồ đựng bút hình sọc rác ha. Đây, có kèm theo một tấm sticker để trang trí lên trên cái thùng đựng bút này các bạn. Có cái nắp này. Và món thứ hai là một bịch bông gòn để làm sushi. Bây giờ hãy cùng với Li Em gửi hàng cho bạn Nhung nha, bạn Tuyết Nhung. Đây cái hộp này các bạn. Li Em sẽ quấn cái hộp đựng bút này lại ha. Li Em cho cái bịch bông gòn vô đây luôn, rất là gọn luôn này đó, vừa bạn ha. Cho cái hộp nó nằm nghiêng như thế này, rồi Li Em cho cái nắp này nè. Li Em cũng có một phần quà nhỏ Li Em tặng kèm cho bạn Tuyết Nhung nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Li Em. Hy vọng là bạn sẽ quay lại mua ở những đơn hàng tiếp theo ha, ở trên shop của Li Em ha. Ngày mai Li Em có khui một thùng hàng Li Em đưa lên shop ha. Các bạn thích mua hàng ở shop của Li Em thì các bạn hãy vào đường link trong phần mô tả của video nha. Để các bạn vào các bạn xem hàng, các bạn tham quan mua sắm ở trên shop ha. Tiếp theo Li Em gói hàng cho bạn Quý ở Nghệ An. Bạn mua tổng cộng là 3 món. Món đầu tiên là một cái sushi BMO màu xanh. Đây. Món thứ hai là bạn mua 3 bịch bông gòn để làm sushi. 1 nè, 2 nè, 3. Và món thứ ba đó là một cuốn sổ 58 sticker. Thì sổ 58 này Li Em cũng gần hết rồi ha, thì em còn 1-2 cuốn gì nữa. Bạn có nhắn với Li Em là lấy cho bạn sổ hình bé gấu, và bạn cũng nói luôn là bạn là fan hâm mộ của kênh Li Em Channel của Li Em ha. Bạn nói bạn rất là yêu thích kênh của Li Em và thích Li Em quay gói hàng ha, cho nên là đơn này Li Em quay gói hàng cho bạn. Vậy Li Em lấy theo yêu cầu của bạn ha, lấy một cuốn sổ 58 sticker, vừa là sổ vừa là sticker này. Cái mẫu này Li Em bán rất là chạy luôn á các bạn. Các bạn rất là thích mua luôn. Có nhiều bạn nhắn chị Li Em lấy thêm ha, nhưng mà cái mẫu này đang hết hàng rồi các bạn. Khi nào mà có hàng thì Li Em sẽ lấy tiếp tục. Li Em lấy thêm nha. Rồi, Li Em gửi hàng cho bạn Thúy ở Nghệ An nha. Đây, Li Em có chuẩn bị một chiếc thùng to và cũng rất là dày ha, để Li Em gửi hàng cho bạn nha. Để Li Em lót một cái lớp giấy vô ha. Này, lót cái lớp giấy vô nhìn cho nó trắng, nhìn dễ thương ha. Li Em cho cuốn sổ vô nè. Cho sushi nè. Li Em cho bông vô ha. Có vẻ là bạn Tuyết Nhung này rất là thích sushi nè các bạn. Bạn mua bông và bạn làm sushi ha. Li Em tặng thêm cho bạn 5 tờ giấy A4 để bạn về bạn vẽ nha. Bạn vẽ sushi ha. Tại vì cái thùng nó còn rộng nè các bạn, cho nên là Li Em tặng thêm quà tấm của Li Em vậy các bạn. Sơ cái gói hàng á, cái này là Li Em nghĩ có thích tặng thêm quà cho các bạn, kiểu như là mình thích mà khi khách hàng nhận hàng á mà có quà thì cảm thấy vui hơn ha. Muốn tặng thêm chắc Li Em mà có nhiều quà chắc Li Em tặng hết luôn các bạn ơi. Đây, Li Em cho cuộn giấy vô đây ha. Rồi Li Em cũng có một phần quà nhỏ Li Em tặng kèm cho bạn khách nha. Đây, Li Em tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc cho Li Em từ khâu nè. Bạn nói bạn là fan hâm mộ của Li Em ha. Li Em cảm thấy rất là vui luôn, rất là vinh dự luôn, được bạn ủng hộ. Đây là tấm kẹt có logo kênh của Li Em Channel nè các bạn. Thì những video gói hàng của Li Em á, Li Em up ở bên kênh Li Em Shop ha. Còn những video hướng dẫn thì Li Em sẽ up bên Li Em Channel. Nếu các bạn thấy thích những video hướng dẫn của Li Em thì các bạn có thể xem ở trên kênh Li Em Channel nha. Li Em đã gói xong cái thùng hàng của bạn Thúy ở Nghệ An rồi ha. Li Em cảm ơn bạn Thúy nhiều nha.
Đơn hàng tiếp theo Liam gửi hàng cho bạn Lợi đến từ Khánh Hòa. Bạn ở thành phố Nha Trang ha. Thành phố biển rất là xinh đẹp nè. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn nha. Bạn mua một chiếc tủ decor bàn học màu hồng. Các bạn nào đã từng đi đến thành phố biển Nha Trang chưa? Liam thì có đi 2 lần rồi ha. Một lần là lúc còn học hồi sinh viên á, rồi một lần là lúc Liam đi làm ha. Liam đi làm cũng như em đi công tác thì Liam cũng đến Nha Trang một lần. Rồi lúc đó cũng khá là lâu rồi ha. Lâu lắm rồi Liam chưa có đi lại. Biển Nha Trang rất là đẹp luôn các bạn. Em gói hàng cho bạn Lợi ở thành phố Nha Trang nè. Em có chiếc thùng, em bỏ hàng cho bạn đây. Em bỏ ít rơm gói hàng vô ha. Cho nên em thì nó sẽ không có bị hư hàng ha các bạn. Thùng nó còn rộng quá nè. Giờ Liam không biết bỏ gì thêm cho bạn ha. Để Liam coi thử có cái gì Liam tặng thêm cho bạn. Liam có chiếc hộp đựng bút. Đây, chiếc hộp đựng bút hình bé Tùng Lộc nè. Đợt trước lúc Noel á, Liam có làm hướng dẫn ở trên kênh Liam Channel ha. Liam tặng cho bạn. Liam tặng kèm cho bạn 3 tấm sticker để bạn về bạn trang trí sổ nè. Sticker có hình mấy bé gấu dễ thương chưa? Đó. Liam cho vào đây luôn ha. Em có cái kẹt đi em bỏ vô nè. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop Liam nha. Rồi, tại vì cái thùng nó hơi rộng á các bạn, cho nên là Liam có món quà Liam bỏ vô. Vào đây. Đó, Liam cho quà vô là để vừa ở trong cái chỗ này luôn ha. Rồi Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop Liam nha. Nếu bạn thấy thích mua hàng ở shop Liam thì bạn hãy đánh giá shop và gửi hình lên trên phần comment và bình luận ở phần sản phẩm của shop nha. Đơn hàng tiếp theo Liam gói hàng cho bạn Tố Quyên đến từ Thừa Thiên Huế ha. Bạn mua một chiếc túi. Đây là loại chiếc loại túi mà cùng cái loại vải đây giống như là để Liam mở cho các bạn xem này. Giống như vải cối các bạn. Bên trong có lớp lót nè. Và có cái nút bấm ha, nút bấm 500 này các bạn để vô là hít vào này ha. Đó. Cái túi này mua về mình đi làm hoặc là đi biển hay là đi chơi cũng rất là phù hợp luôn các bạn. Bên trong có một cái miếng này. Miếng này là miếng đáy các bạn. Mình để dưới đáy nha, đứng phơm ha. Đó. Em cũng có một chiếc túi như thế này nè. Thường thường cuối tuần Liam em đi chơi á, đi dạo biển á, Liam em dùng chiếc túi này đeo lên nhìn rất là sang luôn nha các bạn. Liam em còn có mấy cái à, bữa giờ Liam em bán cũng được mười mấy cái rồi ha. Mọi thứ Liam em lấy mỗi ít thôi các bạn, về bán hết rồi Liam em lấy nữa ha. Tại vì shop của Liam em á thì đa số là Liam em bán cho các bạn ở trên kênh, các bạn biết Liam em ha, các bạn mua. Liam cũng có bán cho khách ở trên shop, trên Shopee. Nhưng mà cái lượng khách mà trên kênh của Liam á thì rất là đông. Các bạn vào, các bạn tham quan mua sắm ở trên đó. Link shop Liam có để trong phần mô tả của video nha. Nếu các bạn nào thích vào shop của Liam thì các bạn vào phần mô tả của video thì có link shop ha. Bây giờ Liam gói hàng cho bạn Tố Quyên nha. Bạn có nhắn với Liam á là hỏi Liam cái chất liệu vải là gì ha. Liam có mới show ra cho bạn xem ha. Em có cái tờ chống sóc nè, em gói chống sóc lên cho bạn. Đây chiếc túi này mình cũng không cần chống sóc ha, nhưng mà Liam kỹ. Liam kỹ cho nên là Liam gói chống sóc cho bạn ha. Rồi, em gói chống sóc cho bạn này. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn ha. Liam tặng cho bạn một phần quà. Đây Liam lật cái này ra ha. Rồi Liam cho vào bên trong luôn. Liam có chiếc túi dán miệng nè các bạn. Các bạn bán hàng online á, các bạn mua cái loại túi dán miệng này về các bạn bỏ hàng rất là tiện luôn. Những cái món hàng nào mà các bạn bỏ túi được á thì các bạn bỏ vô trong túi thì sẽ đỡ tốn công làm thùng ha. Liam biết là ở trên kênh của Liam cũng có rất là nhiều bạn đang bán hàng online. Các bạn bán từ Wixi rồi bán sticker tự làm ha. Liam biết là các bạn cũng đang làm YouTube luôn.
Cho nên nhiều khi là Liam vừa gói hàng nhưng mà Liam cũng chia sẻ kinh nghiệm ha. Mặc dù Liam mới bán nhưng mà cũng có đôi chút kinh nghiệm ha. Liam chia sẻ cho các bạn. Các bạn nào thích Liam chia sẻ về những kinh nghiệm bán hàng cũng như là gói hàng hoặc là chốt đơn á thì các bạn có thể comment ở dưới video ha. Có thể Liam trả lời comment ở trong phần gói hàng luôn. Wow, nó phồng lên nè các bạn. Nhìn giống như sushi luôn á các bạn. Tại vì Liam dán chín ha, dán chín nó có hơi trong này. Rồi, bây giờ Liam tiếp tục Liam gói đơn hàng tiếp theo nha. Đơn hàng tiếp theo Liam gói cho bạn Minh Thơ ở Trà Vinh. Bạn Minh Thơ mua tổng cộng là 5 món nha các bạn. Món đầu tiên đó là bạn mua một set 45 tấm sticker. Đây, hình bé mèo rất là đáng yêu luôn nè. Món thứ hai đó là một cuộn washi tab. Em chọn cho bạn màu hồng này ha. Washi tab này Liam bán ngẫu nhiên ha. Em chọn cho bạn màu hồng có hình bé mèo luôn ha. Đó. Tiếp theo là một chiếc thước, chiếc thước dẻo nè. Món thứ tư là cuốn sổ ghi chú 30 trang cỡ A5. Đây, cuốn sổ ghi chú này các bạn, hình bé gấu ha. Loại này là loại may gáy nè các bạn. Đây, cái đường có đường may ở chỗ gáy này ha. Mẫu này mẫu Liam mới lấy về nè các bạn. Và cuối cùng là 18 sticker lẻ. Đây, 18 sticker lẻ của bạn nè. Tâm màu vàng ha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn ở Trà Vinh nha. Liam có cái bì chăm sóc nè. Em gói hàng cho bạn ha. Liam tặng cho bạn một chiếc dây buộc tóc có hình bé thỏ rất là dễ thương nè. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam nha. Em cho hàng vô trong chiếc túi này. Đơn hàng tiếp theo Liam gói hàng cho bạn Na ở Bình Định. Bạn ở thành phố Quy Nhơn luôn ha. Bạn tổng cộng là 5 món. Món đầu tiên là bạn mua một chiếc dao rọc giấy hình củ cà rốt. Món thứ hai là một chiếc dây buộc tóc Runchi. Bạn có nhắn với Liam mà lấy cho bạn màu xanh chứa non mà có caro ha. Đây. Và món thứ ba là một cuộn washi tab. Bạn lấy hai cuộn, một cuộn màu cam và một cuộn màu xanh chuối. Đây. Món thứ tư là móc khóa handmade. Bạn lấy một cái móc khóa ha. Và cuối cùng là một quà cầm tay, nói lấy cho bạn là hình bé gái mà đội cái mũ hình gấu ha, gấu nâu nè. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Na ở thành phố Quy Nhơn nha. Liam cũng có một túi quà nhỏ Liam tặng cho bạn ha. Một sợi dây buộc tóc và một tấm sticker. Liam cảm ơn bạn Na rất nhiều nha. Bạn Na đã ủng hộ đơn này là đơn thứ hai rồi nè các bạn. Đơn hàng tiếp theo Liam gói hàng cho bạn Kim Yến ở Hà Nội. Bạn Kim Yến mua tổng cộng là 3 món. Món đầu tiên là bạn mua một cuốn sổ học từ vựng nha các bạn. Đây, cuốn sổ học từ vựng Liam lấy cho bạn màu hồng này rất là cute nè. Món thứ hai đó là hai bịch bông còn để làm sushi. Đây, hai bịch bông của bạn nè. Và món thứ ba đó là một chiếc thùng rác thú kèm sticker và một cuộn này là để đựng rác nè các bạn, cuộn bình nhựa ha. Trong này có nhiều bình nhựa lắm. Bây giờ thì hãy cùng Liam gói hàng cho bạn Yến ở Hà Nội nha.
Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn khách ha. Tặng cho bạn một chiếc gel buộc tóc. Tiếp theo bạn khách mua 2 bì bông, bạn tên là Lợi ở Bình Định ha, bạn cũng ở thành phố Quy Nhơn luôn. Bạn mua 2 bịch bông làm squishy ha. Đây 2 bịch bông của bạn nè. Hôm nay Liam gửi thì chắc có lẽ là ngày mai bên các bạn ở Quy Nhơn các bạn nhận được hàng ha. Liam có cuộn giấy để tặng cho bạn làm squishy ha. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn ha. Tặng cho bạn tấm sticker, một cái kẹp giấy. Liam đã gói xong các đơn hàng của các bạn trong ngày hôm nay. Thì Liam rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop của Liam cũng như là ủng hộ các kênh của Liam nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thấy thích những video gói hàng của Liam thì tặng Liam một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ Liam Channel cũng như là Liam Shop nha. Bye bye.